cháu đó nữa, cháu thì mẹ rồi, cái mẹ già rồi, mẹ già như con giờ nấu vài cút nữa, bây giờ không sao sao không sao, cầm lưỡi đây đúng không, cầm lưỡi hát đi, coi lớn rồi cũng sống đi hát mà đỏ này vậy là được rồi. Thôi thôi vậy để cho tao đập cái này. Phải đập. Đâu cái bản bỏ. Đâu bán vậy bán. Đây là bản. Đó để dành cho tao đập cái này. Chờ ai. Dạ nghe. Cái xóa cái đó mới được. Rồi rồi. Mới được làm gì. Rồi sống nổ rồi đó. Cái con là ổng giờ ổng đi được đó. Vậy là ổng giờ ổng về dưới trước rồi đó. Vậy là về dưới là đặt cái mộ kia chuẩn bị người ta làm á. Mình lấy cốt rồi mà dâm vô tầm. Ba cái này để về sao nó ra bộ rễ, bộ rễ ôm con lon năm tháng đó. Lót hàng chưa? Ôi, thằng cây. Còn nguyên luôn. Còn. Mẹ còn nguyên cái con đang đây. Đang đây nè. Con đang. Còn hàng chi ơi? Còn hàng không? Còn nguyên chi luôn. Cái hàng rồi. Nè. Còn hai còn nguyên chi luôn. Còn luôn mà. À, hàng còn 50 năm rồi. Đó, thấy chưa? Giữ chưa? Đậu cái hả ông nội cha ơi. Búp búp luôn. Trời ơi. Quá rồi. Vậy móc lẻ chứ sao? Khỏi tầm khỏi nghi ngờ nữa, cứ kêu làm cười. Cái này. Tên đầu luôn rồi chứ mời. Ông nội đi rồi. Ông nội mới chạy ra. Gì dưới đậu. Ông mới chạy ra mà anh ơi. Cô dưỡng ra ông coi á. Ừ. Trời ơi. Trời ơi, đã. Dễ lấy, có gọn hàng, dễ gọn hơn á. Sáu mình cũng mua đồ tốt luôn ha. Cẩn thận đứt đất. 50 hả? Mệt chưa? Rồi gặp được ổng mà mệt, ổng có nói gì chưa? Này, trong cái hàng này là dạng còn vậy là còn nguyên á. Còn nguyên chi luôn. Thôi thôi. Nam dẫn anh Tuấn đi Nam không anh Tuấn đi hành. Giờ đã gần mới tin luôn. Đang coi cái vụ có đâu. Chỉ rưỡi á. Rồi sao còn nguyên vậy? Còn nguyên rồi mình làm sao? Ai kỹ tuổi đi đụng luôn. Ai kỹ tuổi không? Ai kỵ tuổi? Ai kỵ tuổi? Không, mình qua thì không, 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 không có kỵ. Qua nó bên kia đúng rồi. Không, 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 không có kỵ. Sao mà có kỵ không? Không. Vậy đi hết rồi mình qua đây rồi ông ơi. Đây. Nó cái chuyện nó lấy già. Vậy đi ông. Cái chuyện nó lấy già. Còn mấy ông cũng đâu thấy đâu mà. Mày coi lại bên kia, coi bên kia đi. Chắc là 7 kỵ rồi. Em ba cái vụ vàng này kia em không có đeo em. Không, không, tao ấy, tao chia nhìn bia bột. Trời ơi, công nhận. Trời ơi, còn cái hàng heo. Hàng này còn sâu rồi. Mà kiếm cái răng cha mình không có nha. Không rụng hết à? Không còn một cái nào hết. Tôi nhớ còn 2 ba cái. Rụng răng hết rồi. Có nước rồi. Chạy nước rồi. Cái này giờ sao? Tóc này chút lên. Chạy nước rồi. Biết rồi. Mua này, mua tóc này. Phải có, cần có gì xử lý không? Không, cái này nước còn thôi chứ nhỏ nước là hai con rồi sợ nước rồi thịt không có uống anh xương không có rồi một tháng mới lấy rồi kia còn hàng không có gì hết cái hàng xong vậy không cái này cũng còn chỉ rưỡi anh ờ đúng rồi con đúng rồi hả nói vậy chứ chương là mấy chục chứ còn hàng không lẽ nó không cái ông hàng này thì còn ôi nó còn chưa nếu này nếu đúng này là có là xương nằm còn nguyên hình á đúng rồi còn cái xung quanh là hết mà tấm liệt chỉ còn y nguyên cái tấm đít chứ khám nghiệm xong rồi là đúng rồi chính xác miễn có tấm liệt chứ nằm trên là hết rồi do cắt giữ cái đó bị làm mà vậy là còn giữ quá thằng tốt mà nó sập xuống cái bị đắp lên sập xuống đắp lên cái thằng này cũng lậu cũng mất mát tiền đó cái ai lấy đó không ví dụ sau này có tiền hàng hơi khác chứ còn hồi xưa à bây giờ ba con cháu đưa đụng hàng gõm luôn.
nắp bung lên. Tụi mấy người không đói bụng, không ăn rồi để làm xong rồi về luôn. Tiền với vàng ở đây. Chủ yếu lấy tiền với vàng. Rút cái nắp nó sụp đất à con. Bên ngoài còn nắp luôn, trên xuống đây không bóng chưa tới. Cây lên. Đó hả? Đào đại tên tên nó. Đây đây cây đây. Còn nắp luôn à. Đây cây bắt đầu mới xử à. Vậy là nãy giờ lộn hả? Lộn hả? Cây nè. Còn cái nắp à. Bởi vậy kim giò kim lấy biển. Lấy cây kim hơn. Kéo ra luôn á. Rồi. Nói chung là nó cái đó. Cái mô vậy là tao móc cái ruột hết chị ơi. Nè. Không có đóng ca, tao móc ruột đó mà. Đi đi đi, kéo lên đi. Kéo lên gần lên lên đây lên. Còn ngáo luôn kìa. Nước kìa. Kéo lên đâu. Ta phụ cái nắp hàng coi, ổn không quá rồi. Phụ à đây đây. Thằng để với cháu nội coi. Đúng rồi, phụ ông nội phụ hộ cháu nội coi. Lên lên cái nữa. Rồi rồi, lần đây
đây lên cho tao lên lên rồi để lên cái này nè, cưa ra làm ấy là cái nắp, còn kia dán dán là ta đóng ghép rồi. Cái nắp là cái cây cưa phải tổ chứ nó hở be nè. Đây nè, kia lại xuống dưới. Không nhận cái cây em không. Cái cây cưa ra còn kia xả nắp. Tay không cái cắt nửa cái cây. Cái bay đó. Kiểu như ông Cải Nguyên lấy đầu bà mới dục đây rồi. Cái gì? Bài cho mẹ. Mẹ. Bài bài bài. Nghe chân đây. Nghe chân đây. Tại xuống nước nó thấy vậy chứ không phải đâu. Dân dân cho hồi xưa đâu có vụ mà hàng mẹ. Dạ không à. Không phải dân dân không phải. Dân dân rồi. Mẹ chết sao à. Bắt tôi hả? Bắt tôi hả? Cũng có mẹ với chồng không mượn. Dân nó vàng vàng. Để tắng tôi à. Dân dân là cũng mày bỏ cái chân cấm tắt tiền không mày. Cây tốt, cây tốt cái cây giảm giờ đâu còn. Cầm cắm cắm là bị không á. Lấy vào tay trong cái bao đi Út. Cây gì đó. Ừ, hồi trước hàng đó. Mà nó chắc có chứ gì luôn đó. Cây tốt. Ngày xưa là ủa rồi mày nào nói quần áo mưa cha đây còn hả? Còn luôn. Sao sao giấy mũ. Chứ còn nhà hàng nắng cắm. Giấy áo còn đó. Giấy mũ. Mũ áo ngoài. Vô nhiều bụng. Không nếu mà. Mũ ngoài. Nước thì khó mà quá. Dên dên cầm cắp. Một. Còn cái giò tới tới mày thấy không? Đấy. Ôi ông Tư mày mà giò đâu quần này. Này. Giò đâu vậy? Còn chứ. Cái giò cha mày y như mày vậy đó. Đừng nó còn cái giò đổ mẫu mà nó cao như mày vậy đó. Giò báo bóng không? Ờ, còn đâu xếp lẹp vậy. Rồi đều ống cơm luôn mày, mày sẽ giò thôi thẳng chắc đi nhờ nhảy đi nhảy á. Đi ngủ đi ngủ. Đó, đi ngủ. Còn nguyên luôn mà. Ôi còn chỉ rưỡi không? Còn rồi được cái sọ rồi mà. Kìa 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 sướng kìa. Ờ nè nè. Đâu đâu để coi cái mày. Cái gì á? Cái đó cái gì á? Một mũ gói sát cái gì? Cái gì? Rồi chứ còn không? Ờ nó lên áo. Xe tên lên đây đi. Giang giang lên đó đi cho sạch. Nghe khoa phải đây đi. Hên 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 quá. Quần áo con. Còn quần áo luôn. Đây, lên đây, 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 để đây đi. Đâu đó, đâu đó. Còn. Ôi, quá trời xương luôn. Đâu? Đó. Đó. Chi nè. Ừ. Chi rồi xương sườn đó. Xương sườn luôn. Còn cái gì quắn quắn đó vậy? Xương sườn. À, à, xương sườn. Cái gì quắn quắn đó vậy? Gì ở đây, ở đây. Đây nè, bay kìa, dây kìa, cái dây chuyền của má bảy kìa. Đây đi cân lại đi chứ. Còn gì nữa không? Chỉ rưỡi mà. Cái này chỉ rưỡi không? Chỉ rưỡi hả? Đó, rồi hết rồi. Đặt đặt. Mấy giờ ta cân thế tôi tao chặn mà ngoài luôn. Đó thường thường càng. Còn áo luôn kìa. Đầu cà tóc ra, còn cái xì luôn. Đúng rồi, hãy thường á. Đủ nè. Còn cái răng ra dao quấn cổ nữa. Tụ hai cái nắp thành chân luôn. Đó. Ý mà sao mà ngồi đã không đánh lại đây coi. Con ra thôi chứ mới được. Đánh đánh quấn cổ thôi. Đánh nước này mấy chục năm. Ý là mẹ má bảy nói bà già tao chứ không phải nói mày, mày tự lo chứ nói mày đâu dám nói mày. Mày ông nội đây mà. Ai? Mẹ. Đó là làm đi xin nhanh lên hết tấm trong đây gọn không thôi chắc không có rớt đâu rớt tay rồi đó tấm rồi nó nhanh cái gì mày lại nghe sao lại không có đúng con cái đầu chỗ nào đầu đâu đầu đó có bên ngoài đó lại gì đây thôi thấy rửa thôi con tử hả rửa khỏe không vô nữa con dính xong miệng chứ con ngoài đã ngoài đây trời rồi cái giờ con cái màu luôn hả con cái màu luôn chỉ dây 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 mày xe ra đi để tao biết mày sắp cho nó bài bản mày
Ông nội mày nào đẹp đẹp mày làm mấy con già mà đeo mày. Đã xương đây còn mà đừng có bàn nữa. Thuốc hàng nữa. Giao được. Giò xương đầu đầy đủ. Đầu nằm trên. Giờ hết thôi. Vậy rồi rồi. Vậy là quý rồi. Hôm đó này nó cốt giống mình mới thấy lần đầu tiên cái vụ còn mình. Còn nguyên vậy chứ cũng thịt cũng rã hết rồi. Thì đâu còn thịt nữa. Vậy là dữ lắm rồi. Mừng dữ lắm rồi. Vậy là khỏe nữa. Đó cột mình cũng được thấy ông nội ha. Vậy giờ biết ông nội được phải không? À, là ông nội nó là nó ở cung má rồi. Kìa ảnh đây còn. Con. Ủa cái khăn cô chị bãi. Có gì làm cái điều ai đó không? Lấy vàng lấy rồi. Lấy vàng rồi. Vàng lấy rồi. Lấy vàng rồi. Giữ được. Bỏ vô chuyện qua á. Bỏ nó chỉ rưỡi. Rưỡi. Rồi nó làm không bọng. Không có cái bọng. Con xương tay, con từ tay, con tay, người ta lấy tài. Hết mà, lấy hết tay. Hồi nãy còn mò nữa mà. Chị có thích cái bút cái bút tia, bút tia, bút tia, bút tia, bút tia gì đó. Bà có nhớ bút tia không? Bà nói của bà. Chưa từ từ. Áo nữa kìa. Còn nguyên quần đâu? Áo đầu quần nữa, chết thiệt chứ mình chắc nghỉ lấy quần. Coi vậy chứ rồi trước bển ta. Kỳ ghê. À, đào bằng cái này nè. Đã sâu mà. Đã sâu lắm. Thôi bỏ đi. Được. Đập rồi, nãy đập chơi rồi thôi. Rồi rồi rồi. Đừng có lại dao. Đã lấy rồi dây cái chi. Bỏ đi. Được rồi. Không có nên. Đừng có lại dao. Thôi đi mà. Ông sao kỳ vậy? Những ngày túng là không có móc lấy gì. Mất đâu? Cũng mất đi. Mất da chi. Đổ nước ra nị coi coi. Đổ nước ra da thịt còn. Đổ nước ra da thịt còn. Cái xương cu cũng đau. Trời ơi là. Cu đâu nữa còn. Còn gân, còn gân. Diễn đâu à. Ủa đất cái cục gì đây nè. Mấy cái dưới bà nội cho vô. Đừng lên đây. Dạ. Chạy về dưới bà nội cho vô. Về dưới bà nội không cho gì á. Mất cái đó là không được. Cái dễ này úp lên. Úp đập cái mặt ảnh. Cái này bỏ. Không. Chết kéo lên chết không xuống của mình à. Ổng rượu đi chơi đêm thì ta lắc mẹ rượu. Chỉ đuổi không bỏ lại hay là lấy luôn. Lấy rồi. Không nữa bán 10 cây. Đưa tụi nó vô cát đá cho ông nội. Ủa nãy nó bỏ rồi ổng mà. Bỏ lại cho ổng đi. Bỏ ổng đi. Bỏ vô. Đó về đồ bà đó. Rồi. Thôi cho ta lấy lại để không có cát lá, không có bán bông gì. Bán cái gì để bán cái gì. Để nhưng mà món gì thì giữ lại hàng nè. Không giữ thì bỏ lại đi. Bỏ lại chung nội đi. Rồi ông cả ông đi. Ủa nhỏ rồi. Bán gì đâu. Cái đó đâu ai quá. Nhỏ quá. Đeo có thể đi sống trong đường trăm tuổi á. Không còn khổ á. Còn này mình lấy không lấy một cái nè. Khoan, nó khó lắm rồi. Ở bệnh nó ướp trà. Mình mua trà mình uống. Bao đâu một đống. Tụi bay không sống nhất bỏ lại cho cha hả bay? Thôi chị dễ về chị dệt. Thấy như cho con thì mất luôn. Tôi nói là để làm kỷ niệm được. Không sao đó. Để tụi nó nói là để được mà. Để chị đeo không bệnh. Cái búa đâu? Cái búa nhỏ được coi. Để cho ông nội phù hộ. Ai biết chị muốn sao thì muốn người ta còn môi mơ của dân tộc, môi coi đồ dân tộc ta đeo cho không bệnh chị. Đó mấy chiếc vòng là mẹ đeo là của không có chôn, không có chôn của dân tộc không đó. Mấy dân tộc mình nói gì? Như vòng cẩm thạch là của người chết bán lại có giá trị cao hơn. Ê, đóng sẵn đi ơi. Đây cái đinh mà cái sợi dây. Hồi nãy nó đóng sẵn rồi. Đóng sẵn mà. Sao còn con đinh này nó mất mấy cây đây nè. Có quá đinh nhỏ. Giờ có 4 cây à. Cái này bỏ trong
Bỏ trên cái áo quan nè. Giờ chạy xong đi chạy.